ty Thủy Điện. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 trên Biển Đông và không khí lạnh nhiều khả năng trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sẽ có mưa to đến rất to và gây ra hiện tượng lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất ở các địa phương. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy và kịp thời xử lý tình trạng cây xanh ngã đổ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện, các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các công ty thủy điện khẩn trương tập trung thực hiện ngay một số nội dung sau. Thường xuyên theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, rà soát các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm túc việc trực ban 24/24 giờ trong thời điểm mưa bão để theo dõi, nắm chắc tình hình và những diễn biến bất thường do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai để kịp thời chỉ đạo, xử lý và ứng phó có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra. Thường xuyên báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về tình hình thiên tai, thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn. Đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc kịp thời thông tin về tình hình mưa lũ để các cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động ứng phó và triển khai phương án di dời người dân đến nơi an toàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức kiểm tra có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống công trình kênh mương, hồ chứa, thủy lợi, thiết bị phục vụ cho xả lũ trên địa bàn tỉnh để chủ động ứng phó, chỉ đạo các cơ quan đơn vị quản lý các công trình, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời duy tu bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông dòng chảy và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tránh tình trạng ngập lụt. Chủ trì phối hợp với các công ty thủy điện trong việc vận hành các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ, theo đúng quy trình vận hành và quy chế phối hợp đã ban hành. Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tăng cường công tác thông tin, dự báo, kịp thời cảnh báo nhanh chóng đến tận thôn bản người dân để chính quyền các cấp cơ sở và nhân dân chủ động phòng tránh và ứng phó với các hiện tượng mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất có thể gây ra. Chỉ đạo các phòng cơ quan chức năng có liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp xã, khẩn trương kiểm tra rà soát toàn bộ các khu vực dân cư, địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như các khu vực sườn đồi, núi, khu vực trũng thấp, ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, v.v. và có biện pháp cảnh báo, giúp người dân phòng tránh, kịp thời di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Đặc biệt cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, đoạn đường, bến đò ngang, đò dọc tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Kiểm tra chặt hạ những cây có nguy cơ ngã, đổ và tỉa cành, mé nhánh những cây dọc hai bên đường, khu vực dân cư có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị và kịp thời bố trí lực lượng để dọn dẹp, xử lý, khắc phục khi xảy ra tình trạng cây hai bên đường bị ngã đổ, sạt lở đất gây ách tắc, mất an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đường xung yếu như các tuyến quốc lộ, các đường tỉnh, các cầu yếu, các đoạn đường đèo bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị vật tư, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có sự cố xảy ra, đảm bảo lưu thông an toàn thông suốt. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng công an, quân đội tại địa phương bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng phối hợp với chính quyền các cấp và cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tham gia khắc phục hậu quả khi có sự cố xảy ra và đưa người dân đến nơi an toàn. Sở Công Thương có phương án chủ động nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cần thiết, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân, những vùng bị lũ, lụt, chia cắt nếu có. Các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp cùng với lực lượng công an, quân đội và chính quyền tại địa phương tham gia cứu nạn cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bố trí cán bộ tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi nắm chắc mọi tình hình, diễn biến thiên tai, tổng hợp báo cáo tình hình thiên tai thiệt hại để Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hỗ trợ và ứng cứu kịp thời.
ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phạm S. đã ký. Sáng nay 22 tháng 11, Tổ 1, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường 3, thành phố Đà Lạt nhằm thông báo với cử tri một số nội dung kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Đà Lạt đã tham dự. Tại buổi tiếp xúc, ông Triệu Thế Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đã thông báo với cử tri phường 3 thành phố Đà Lạt một số nội dung kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, sau hơn 20 ngày diễn ra, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thực hiện công tác nhân sự, đặc biệt là bầu Chủ tịch nước. Đây là nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, đánh giá cao. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, quyết định các vấn đề về nền kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời xem xét thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội còn tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm, xem xét các báo cáo của cơ quan nhà nước. Cử tri phường 3 thành phố Đà Lạt đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp vừa qua với nhiều nội dung thảo luận, ý kiến góp ý có chất lượng, mang tính thực tiễn cao được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, bổ sung hoàn thiện các dự án luật và quyết định vào các vấn đề quan trọng của đất nước. Về một số tồn tại ở địa phương, cử tri phường 3 đã kiến nghị một số vấn đề về tranh chấp tài sản trong quá trình thực hiện thi hành án dân sự, bất cập trong quy hoạch số nhà, việc xuống cấp hệ thống hạ tầng, đường giao thông, thoát nước hiện nay, giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông. Liên quan đến nạn tín dụng đen đang hoành hành tại địa phương, một số cử tri đề nghị nhà nước, các ngành chức năng địa phương cần có giải pháp chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là cần có cơ chế thông thoáng trong các thủ tục hành chính vay vốn tại các ngân hàng. Ngoài ra, một số ý kiến khác đề nghị chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, dạy thêm, học thêm đang diễn ra tràn lan. Chế độ chính sách cho lực lượng thanh niên xung phong cũng được cử tri phường 3 thẳng thắn chia sẻ. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo thành phố Đà Lạt và các ngành liên quan đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trong phạm vi thẩm quyền của địa phương liên quan đến chế độ chính sách, vấn đề dạy thêm học thêm, quy hoạch các tuyến đường, số nhà, giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng. Ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến của cử tri quan tâm như vấn đề về hoạt động của Quốc hội, chế độ chính sách cho người có công, quy hoạch phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông và một số vấn đề quan trọng khác. Ngoài ra, đối với một số ý kiến khác, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi đến ngành chức năng xem xét giải quyết. Chiều hôm qua 21 tháng 11, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật và ký cam kết thực hiện đảm bảo an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách đang hoạt động trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, Công an thành phố Đà Lạt đã giải đáp một số thắc mắc của các doanh nghiệp, nhất là vấn đề đậu đỗ xe, đón và trả khách, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải, cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật trong việc kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Qua theo dõi, hoạt động vận tải bằng xe khách vẫn còn tồn tại như đón trả khách trong đô thị, dừng đỗ không đúng nơi quy định, phát sinh hiện tượng bến cóc xe dù, chở quá số người quy định, chạy không đúng tuyến đã đăng ký, đậu đỗ lấn chiếm lòng lề đường, chạy lấn làn đường. Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, đặc biệt là các dịp nghỉ lễ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường, đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý về mặt nhà nước đối với loại hình vận tải này theo hướng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, vừa có lợi cho doanh nghiệp vận tải, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho những người lái xe và chủ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
Tháng 9 năm 2017, Đà Lạt được xứng danh và trở thành đô thị thứ tư của Việt Nam được công nhận là thành phố bền vững về môi trường ASEAN. Đó là bước nhảy trong tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới, đặt trong bối cảnh mối quan tâm chung về môi trường sống đang chịu tác động bởi biến đổi khí hậu. Thế nhưng, trước tình trạng ô nhiễm như hiện nay, Đà Lạt đang đứng trước nhiều thách thức để phát triển bền vững về môi trường. Sau nhiều năm được đặt trong nhóm tiềm năng để trở thành đô thị bền vững về môi trường, với những nỗ lực củng cố các dữ liệu môi trường sinh thái đô thị, môi trường sống, Đà Lạt chính thức gia nhập cộng đồng đô thị bền vững về môi trường của ASEAN khi bước vào tuổi 125 năm hình thành và phát triển, với dân số hiện đang cư trú hơn 223.000 người. Và thật vinh dự khi Đà Lạt là địa phương duy nhất đại diện cho cả nước nhận giải thưởng cao quý và ý nghĩa này. Những cái điều gì tốt đẹp mà mọi người khen về Đà Lạt cũng như cái đối với cô chú là cái niềm tự hào chung cho cả gia đình, cả bản thân cũng như là người dân ở đây. Đà Lạt được danh hiệu đó rất là xứng đáng, nhưng mà muốn duy trì thì phải ý thức của cái người Đà Lạt và du khách tới đây nữa. Bác cũng đã từng có mặt ở rất nhiều nơi trên thế giới, thì mình phải khẳng định là cái vệ sinh môi trường ở đây đảm bảo tốt, chắc chắn khách nước ngoài đến sẽ hài lòng, chứ không nói là mình nữa. Bên cạnh hình ảnh văn minh, sạch đẹp kia, thì tại Đà Lạt, chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những hình ảnh này đây. Thiên nhiên dường như chẳng còn ưu ái cho tiểu Paris giữa miền nhiệt đới, bởi khí hậu nơi đây đang nóng dần lên. Không khí vấy bẩn bùi hóa chất trên các cánh đồng sản xuất hoa màu. Rác thải là một thực trạng nhức nhối của toàn xã hội nói chung. Còn thiếu một vài người thiếu ý thức đó chị, nên là em thấy rác sau khi ăn xong mọi người xả rất là nhiều xung quanh mấy cái hàng quán á, làm rất ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Nó cũng có một phần tiêu cực ảnh hưởng đến em về thành phố Đà Lạt. Em nghĩ là mọi người nên có ý thức và tuyên truyền nhau nhiều hơn để có thể loại bỏ rác thải và giúp cộng đồng sạch hơn. Theo số liệu của ngành nông nghiệp thành phố Đà Lạt, hiện thành phố có trên 10.000 hecta đất gieo trồng. Điều này tương ứng với một lượng lớn rác thải nông nghiệp. Chỉ riêng bao bì thuốc bảo vệ thực vật, mỗi năm ở Đà Lạt đã thải ra không dưới 10 tấn. Dù trong thời gian qua, tình hình thu gom và vận chuyển rác thải tại Đà Lạt diễn ra tương đối tốt trong các khâu của quá trình xử lý rác thải. Nhưng do nhiều yếu tố, chủ yếu là nhân lực và phương tiện, nên việc thu gom vẫn còn chưa triệt để. Tuy nhiên, để thực hiện được cần thêm nhiều thời gian, bởi mấu chốt vẫn là phải tạo ý thức giữa môi trường sống của chính người dân Đà Lạt, chủ nhân của thành phố bền vững môi trường ASEAN này. Chính quyền phải cần quan tâm tới vấn đề tập trung bán hàng rong, những cửa hàng ăn uống, những cái affix pano để hướng dẫn người dân và du khách biết bỏ rác tại đâu, không nên đạp lên thảm cỏ như thế nào. Và nhất là cái người dân địa phương phải là người ý thức đầu tiên trong vấn đề bảo vệ cái thành phố xanh sạch đẹp. Phường 12 thì cả hệ thống chính trị đã tập trung tuyên truyền để vận động người dân xử lý rác là không bỏ rác thải nông nghiệp, rồi các vỉ xốp và hoặc là những cây tre sau sử dụng xuống suối, và yêu cầu là đề nghị dân xử lý là đốt tại chỗ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thường xuyên vận động nhân dân phát quang dòng chảy, không để rác thải công nghiệp, tuyên truyền vận động người dân không đổ rác thải xuống suối. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ quyết tâm triển khai thực hiện cái đề án của thành phố là nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng thí điểm mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, và đã triển khai bước đầu thì được nhân dân hưởng rất tốt. Nông nghiệp công nghệ cao và du lịch đang là hai nền kinh tế mũi nhọn của Đà Lạt. Nhưng làm thế nào để hài hòa giữa phát triển kinh tế và giảm áp lực lên môi trường đất và nước là thách thức đang được đặt ra cho các nhà quản lý của địa phương này. Đà Lạt chúng tôi thì có triển khai nhiều mô hình thí điểm về thu gom rác thải và xử lý cái rác thải là phế phẩm của nông nghiệp.
Thứ hai là những chương trình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại một số cái điểm, một số vùng mà canh tác lớn. Vừa qua thì thành phố Đà Lạt cũng mới tổ chức một cái chương trình thí điểm là bảo vệ môi trường ở nguồn đầu nguồn thượng lưu Hồ Xuân Hương. Chúng tôi có triển khai là chương trình là đổi rác thải lấy quà tặng. Thì chương trình này cũng đã được bà con nông dân cũng như là các em học sinh, sinh viên tham gia rất tích cực. Thì thành phố Đà Lạt cũng có một cái chủ trương là trồng cây phân tán ở trên toàn địa bàn thành phố, cũng như là trồng xen cây phân tán đối với một số khu vực mà được canh tác hiện nay đã xây dựng nhà kính nhà lưới, thì chúng tôi cũng đã vận động nhân dân là trồng xen cây phân tán, cây bóng mát vào trong khu vực này để giảm thiểu cái tác động mà xấu từ cái việc mà canh tác từ nhà lưới và nhà kính. Đạt được danh hiệu thành phố bền vững môi trường ASEAN là một vinh dự cao quý, nhưng làm thế nào để duy trì và giữ vững danh hiệu đó là một quá trình đầy thử thách. Khi tiêu chuẩn của thành phố bền vững về môi trường đòi hỏi nơi chốn đó phải hội tụ điều kiện ba sạch, không khí, nước và đất, cùng những tiêu chuẩn về mặt xã hội khác. Thiết nghĩ để có thể tìm được lối ra cho tình trạng này, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Quan trọng nhất là ý thức của người dân. Nếu tiếp tục tái diễn, sẽ làm mất đi cảnh quan tự nhiên vốn có và nét đẹp ứng xử của con người. Mà mất đi hai điều quan trọng nhất chính là mất cả Đà Lạt, gốc tâm hồn xanh mát của đất nước Việt Nam. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Chiều hôm qua 21 tháng 11, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng, Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Anapac thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tặng máy đo tầm soát ung thư cổ tử cung Max Prep Pap Test cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Đây là loại máy tầm soát hiện đại giúp kiểm tra phát hiện sớm các bệnh ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế, ung thư cổ tử cung hiện đang là căn bệnh phổ biến đứng thứ hai ở phụ nữ toàn cầu và là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ các nước đang phát triển. Ước tính mỗi năm có gần 530.000 người được chẩn đoán mắc mới và có gần 280.000 người chết vì căn bệnh này. Vì thế, thông qua việc trao tặng máy đo tầm soát ung thư cổ tử cung Max Prep Pap Test cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nhằm giúp phát hiện căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm, để từ đó có những phác đồ điều trị kịp thời cho chị em phụ nữ, qua đó cải thiện và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt cho biết đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật thành công một ca thay khớp háng bán phần bipolar không xi măng cho một bệnh nhân 70 tuổi ngụ tại Đơn Dương. Được biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhức và không cử động được do bị té ngã. Sau khi nhập viện và được chẩn đoán, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt đã quyết định tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp thay khớp háng bán phần bipolar không xi măng. Đây là phương pháp loại bỏ phần xương sụn của khớp háng bị hư, bao gồm chõm xương đùi và ổ cối xương chậu, và thay vào đó bằng một khớp háng nhân tạo tương ứng. Khác với phương pháp phẫu thuật trước đây là phẫu thuật bơm xi măng, thì phương pháp nhân tạo bipolar không xi măng là phương pháp phục hồi chức năng vận động giúp bệnh nhân giảm tình trạng đau nhức, rút ngắn thời gian phẫu thuật, không phải khâu vết thương sau khi phẫu thuật, đem lại vết mổ có tính thẩm mỹ cao, giúp bệnh nhân phục hồi vận động và đi lại nhanh hơn một nửa thời gian so với phương pháp cũ. Được biết, sau khi tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân này đã hồi phục và có thể đi lại bằng nạng gỗ. Theo Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt, nếu bệnh nhân tiếp tục kiên trì tập vật lý trị liệu, thì sau một tháng, bệnh nhân hoàn toàn có thể đi lại bình thường. Sáng ngày 22 tháng 11 tại thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Cổ phần Lâm An và Công ty Cổ phần Việt Nam MBT Series đã khai mạc giải ô tô thể thao địa hình Làng Đà Lạt Challenge 2018. Theo đó, giải sẽ diễn ra từ 22 đến 25 tháng 11 tại địa bàn huyện Lạc Dương, Lâm Hà, với sự tham gia của 40 đội đua đến từ 8 câu lạc bộ trên cả nước. Các vận động viên sẽ tham dự hai hạng đua là nâng cao, nâng cấp và hạng chuyên nghiệp. Nội dung đua được thiết kế trên đường đua nhân tạo và địa hình tự nhiên, kết hợp với các đường đua trong khu vực rừng. Được biết, giải ô tô thể thao địa hình Làng Đà Lạt Challenge 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Lạt. Thông qua đó nhằm phát hiện các tài năng để tham dự các giải thể thao ô tô địa hình quốc tế,
hướng đến xây dựng tinh thần đồng đội, sự bền bỉ của xe và kỹ năng lái xe của người tham gia, đồng thời góp phần phát triển hoạt động thể dục thể thao trong nước, cũng như quảng bá hình ảnh của thành phố du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp, vừa qua Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã trình hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 thông qua nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nghị quyết đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2021, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi, đến năm 2025 đạt khoảng 2,5% và đến năm 2030 đạt khoảng 5%. Để đạt được mục tiêu, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng mức hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiếp tục cải cách hành chính. Hướng tới Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2018 tại Gia Lai, được tổ chức từ ngày 30 tháng 11 đến 2 tháng 12 2018. Đến nay, công tác chỉnh trang đô thị ở thành phố Pleiku đã hoàn thành các hạng mục công trình, trong đó tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, nâng cấp hệ thống điện.